Chào đến với trang nờ Thân Nguyễn. Tôi bạn cách kiếm tiền trên Internet bằng nhiều hình thức khác nhau. Tạo nguồn thu nhập $500 mỗi tháng hàng toàn thụ động. Nào hãy vào cùng xem video nhé. Vâng, chào các bạn. Thì trong những video trước mình đã chia sẻ đó bạn cách để các bạn có thể là tạo một trang website hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ tốn tiền mua một cái tên miền và thuê hosting. Các bạn có thể trả một năm hoặc là trả theo một tháng. Thì bạn nào đã theo dõi từ đầu đến cuối thì chắc hẳn đã có một trang web rồi. Thì có một người bạn đã hỏi với mình đây, người bạn này hỏi không thể nào chỉnh màu cho thêm, là có thể xài thêm nu.gl không ạ? À? Thì mình xin trả lời các bạn là mỗi một giao diện website thì nó sẽ có một cái mỗi một nhà cung cấp sẽ có một cái thêm khác nhau, thì tùy theo người chia sẻ, mỗi người chia sẻ sẽ có một cái thêm khác nhau nữa, cho nên mỗi cái thêm thì nó cũng sẽ có một cái điều chỉnh khác nhau. Thì cái chuyện mà đổi màu thì cũng đơn giản thôi đó, thì tùy theo cái nó những cái thêm cho đổi màu, những cái thêm thì bạn sẽ không được đổi màu có thêm được đó, điều nói cho bạn biết. Đây mình sẽ đăng nhập vào cái quản trị của website. Đây mình sử dụng giao diện, thì mình có nhiều giao diện nhưng mà mình sẽ chủ yếu sử dụng giao diện about ilem mắt đó. Từ mẫu giao diện nó sẽ có một bảng điều khiển của nó riêng đó, thì cái thì nó sẽ cho các bạn điều chỉnh trực tiếp đây luôn, cái thì nó sẽ không, nó sẽ vào cái bộ ghép để điều chỉnh. Thì trước khi vào hướng dẫn bài, mình sẽ giới thiệu sơ lược về cái trang web của thannguyen.com của mình. Thì sau thời gian nỗ lực làm web thì mình đã đạt đủ điều kiện để Google đặt quảng cáo lên. Đây xem quảng cáo nè đó, đây là những quảng cáo của Google đã đặt lên trong web của mình. Thì khi mà có người click vào thì mình sẽ được cộng tiền, được click chuột đó. Đó là một điều tuyệt vời khi mà các bạn sẽ kiếm tiền từ website. Thì trong những video trước sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể kiếm tiền từ cái trang web. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để điều chỉnh một số và thêm một số công cụ cho cái website. Đó. Đây thì các bạn có thể chỉnh những cái tiện ích đơn giản. Ví dụ như các bạn sẽ vào giao diện, bạn vào tùy biến. Đây là một cách chỉnh hoàn toàn các bạn có thể nhìn thấy được. Đó, tùy biến. Do mình đang quay màn hình cho nên nó chạy cũng hơi chậm, cho người chúng ta xa này nặng đó. Còn một cái nó sẽ có một cái cây bút trì để các bạn có thể điều chỉnh. Rồi các bạn có thể chỉnh màu sắc, rồi bạn vào đây nè đó, ví dụ như các bạn sẽ chọn cái màu của thằng tiêu đề là gì, màu của thằng top size là gì đó, hoặc là màu của thằng post. Đó, thì chỉnh màu là các bạn vào đây nha. Đó, thì các bạn này đã hỏi mình. Đây, bạn Mr. Hoàng. Đó, bạn cũng đang học website. Rồi, cho bạn một like. Thì bạn sẽ vào đây chú ý xíu. Đó, bạn sẽ chỉnh những cái màu này. Ví dụ như tiêu đề là màu đen nè. Và đây này là cho thịt sần màu xanh. Bạn có thể dịch thành tiếng Việt dễ dễ nhìn đó. Màu top là màu trắng, chỉ chọn thử cái màu đỏ này, đăng này. Rồi mình sẽ qua trang web kiểm tra.
thì mình có hai cái video để hai video hướng dẫn các bạn cái cách để tạo một trang landing page. Thì bạn có thể vào hai video trước để đón xem. Vô bên láng giềng mình đang mở nhạc cho nên mình sợ sẽ mắc cái dính bản quyền nên mình sẽ dừng lại một xíu rồi mình sẽ tiếp tục. Đây và cái tùy chỉnh màu sắc đó ở đây rồi các bạn sẽ có thể là nhận dạng sai là các bạn có thể điều chỉnh cái tiêu đề của trang web khẩu lệnh đó. Rồi tiếp tục là cái folder đó, bạn có thể là folder là cái chân trang các bạn nè. Đó. Đây mình sẽ kéo xuống cái chân trang cho bạn xem. Đây cái đoạn này đó, Thân Nguyễn sẽ chia sẻ chi thật cho nhiều người đó. Đây là chân trang đó, bạn vào đây để có thể điều chỉnh cái gì mà bạn muốn ghi, rồi có thể đưa những cái link của cái những cái nào đó và cũng được. Ok đó. Còn cái tiếp tục là màu sắc rồi hả, quay lát rồi menu hay trang chủ cũng vậy, bạn có thể chọn là bài viết tỉnh hoặc là bài viết mới nhất đó, nó sẽ nổi lên cái bài viết mà bạn mới ghi. Bạn sẽ vào để bấm F5 cho lại nha, rồi bấm vào Enter cũng được. Rồi bạn sẽ vào lại trang chủ. Thì kiếm tiền bằng cách mà liên kết Google AdSense thì đây chỉ là một cái những cái bước mà cơ bản nhất và những cái gọi là này là gọi là kiếm gọi là ít tiền nhất ở website. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ những cách khác như bán hàng hay tiếp thị liên kết hay là mở workshop đó, hay là những cái cách khác. Thì những video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm tiền hơn. Trong video này mình chỉ hướng dẫn các bạn cách để có thể giúp các bạn. Đây mình lên nãy mình chọn cái trang chủ mới nhất thì nó không được rồi đó, mình sẽ chọn lại trang tỉnh nha, trang chủ, tại vì trang tỉnh mình đã chọn rồi, đã đưa những cái đó lên rồi nên rồi bạn sẽ bấm lại trang chủ. Khi bạn chọn có những cái mà bạn phải trong menu á, bạn chọn nhiều cái tên trang chủ á, nên khi mà nó đây là cách mà các bạn chỉnh trực tiếp. Thì ngoài ra các bạn có thể vào cái giao diện một ghép để bạn chỉnh đây, thì chỉnh menu này. Để đưa bất cứ cái trang nào để lên cái những cái công cụ này đó. Rồi thì chủ đề hôm nay là mình chủ yếu để chia sẻ với bạn cách để các bạn thêm một cái plugin và viết bài cho tiện lợi. Bạn có thể điều chỉnh màu hay điều chỉnh những cái cần thiết, tại vì một cái bài viết mà trong cái giao diện của đây sẽ ra tất cả bài viết đi. Một cái giao diện bình thường của bạn thì bạn sẽ không thể nào mà thấy hết được, tại do từ khóa sale mình dài quá, nó phức không ở bài dưới. Thì mình sẽ
thấy một cái bài có đây, một cái bài có nhiều chữ nhiều thì chỉnh sửa được. Đó thì những cái thanh công cụ này thì đâu có được, thì bạn phải tải thêm một cái công cụ khác. Đây mình sẽ vào lại cái bản chi web để hướng dẫn các bạn thêm một cái công cụ đó. Đây mình sẽ vào Nguyen, Nguyen đã cài đặt, Nguyen mới được. Mình sẽ vào Nguyen cài đặt đi, mình sẽ cho các bạn xem cái Nguyen của mình đang sử dụng đó. Đây là phần TMC view đó. Khi các bạn cài đặt thì các bạn sẽ chưa có cái này, thì để có cái thanh mà để hỗ trợ những cái công cụ mà viết bài thì bạn sẽ vào Win và sẽ vào cài mới. Đây bạn sẽ tìm cái Win đó trên cái giao diện của thằng trong cái thư viện của WordPress. Đây nó sẽ ra đó, hình cái bút chì, bạn chưa có phạt nó kích hoạt, không cài đặt chứ. Đây như này bạn muốn vào cài đặt thì mình sẽ ra, thì khi bạn sẽ vào cái bộ gác để bạn kích hoạt nó. Đó, dùng như có nhiều cái nhiều cái tiện ích thuận tiện để các bạn có thể chỉnh sửa hay thêm thanh công cụ. Rồi bạn sẽ bấm kích hoạt rồi xong, quay trở lại Win. Kéo lên cái kiếm cái tên đó nha. Đây bạn sẽ bấm một cái quạt rồi bạn sẽ bấm vào cài đặt, để chủ yếu mình sẽ thêm những cái công cụ mà đang có. Rồi bạn bấm vào Alexi. Đây để tiếp tục bạn sẽ thêm những cái công cụ mà bạn cần thiết để viết bài. Dù mình sẽ thêm cái kéo vô đây đi để khi mình cắt gì đó nó dễ. Và các bạn thêm cái dấu bình phương trên này nè, đó dù khi những cái bài viết mà các bạn cần phải thêm cái chữ trên đó và đường ngang đó, hay là cái mã, chúng mình thêm nhiều tốt gì đâu. Đó màu nền đó, màu nào hồi nãy có một bạn hỏi cái màu nền đó. Rồi dán đó, thì bạn sẽ seal lại. Rồi bạn seal chen lại. Ok rồi mình sẽ ra cái trả lời bài viết, giờ mình sẽ bấm F5 trở lại. Đó thấy không, nó thêm những cái kéo này hả, dấu ít bình phương nè. Đó bạn có thể ví dụ như có những cái từ bạn có thể là chọn màu cho nó. Thì chọn màu này đó, màu chữ, còn cái màu nền đây đó, thì chọn nó một cái màu nền xanh đi đó. Đó rồi, nói chung nó cũng rất đơn giản thôi. Rồi bạn sẽ bấm cập nhật lại thôi. Thì đầu tiên là cái tiêu đề đó, thì bạn sẽ viết cái tiêu đề trên này. Rồi cái tiếp là những cái nội dung bài viết thì bạn cũng sẽ viết, rồi bạn sẽ dán vào đây hoặc bạn đánh máy vào, rồi bạn chèn video, chèn hình ảnh. Ví dụ như chèn video thì các bạn sẽ bấm vào đây nè đó, còn bấm vào văn bản
bạn đang viết là ở trực quan, bạn sẽ bấm văn bản, rồi xong bạn sẽ qua cái kênh YouTube, bạn sẽ copy cái mã nhúng đó, xong bạn sẽ qua đây các bạn dán vào là ok. Đây bạn dán vào đây, rồi khi bạn trở ra nó sẽ có cái video liền đó, rất là đơn giản. Tương tự cái hình này cũng vậy, cái hình thì đơn giản hơn, hình thì bạn chỉ bấm vào cái chỗ dàn hình nè đó, thêm hình ảnh hoặc bolero đó, bạn sẽ tải hình ảnh lên hoặc bạn lấy hình ảnh từ thư viện, rồi bạn sẽ đặt vào và có thể canh giữa, canh trái, canh phải thôi đó, canh phải nè, canh giữa nè, canh trái nè, dàn link nè đó, rất đơn giản. Một bài viết thì các bạn có thể những cái chữ in đậm hoặc in nghiêng, hoặc là những chữ mà gạch ít dưới đó, nhìn cho nó gọi là chuẩn SEO hơn. Thì đây là một cái sản phẩm của Unica, mình đã làm tiếp thị liên kết cái sản phẩm này, và khi có người click vào xem thì mình cũng sẽ được hoa hồng là 40%, thì cái người mua cũng sẽ được giảm là 40%. Đó, ví dụ như cái bài tháng mà dự nãy đúng không, đây lộ trình 30 ngày trở thành bậc thầy bán hàng nè, đó khi họ click vào trong web họ xem, đây là phần quảng cáo Google nè bạn đó. Họ xem họ hay thì họ click vào mua. Đó, xem ngay kiểu phí đó, hoặc click vào xem ngay thì đây nhưng mình đã chèn những đường link, thì khi click vào đây nó sẽ ra cái trang thanh toán của Unica đó. Thì Unica đặc biệt giảm giá cho người mà khi mà mua qua sản phẩm, qua cái mã giảm giá của người giới thiệu thì sẽ được giảm 40%. Ví dụ như mình sẽ nhập thân Nguyễn đi, thì các bạn có thể vào trực tiếp Unica, các bạn bấm chữ Thân Nguyễn vào cái mã giảm giá nè, thì bạn sẽ được giảm 40% tất cả các khóa học. Đó, khóa học này là 1,2 triệu, nhưng mà khi bạn mua qua đường link mình, các bạn sẽ giảm còn 720.000. Đó, việc hay cho đó. Ví dụ như bạn sẽ vào, bạn không tin, bạn sẽ vào trực tiếp Unica đây nha. Mình sẽ vào Unica. Mình sẽ lấy cái khóa học này. Đăng nhập vào. Rồi mình sẽ tìm cái khóa học của thầy Hán Văn Dự. Đó. Thấy chưa, 1,199,000 đó. Nhưng mà khi các bạn mua qua cái đường link của mình, đây chỉ có 720.000 thôi, nó đặc biệt như thế để các bạn có thể bán tiếp thị liên kết được chứ. Nếu như bằng giá thì bạn sẽ bán được. Đó, mình sẽ trở lại trang web nguyenthan.com. Đây cũng là một hình thức mà kiếm tiền bằng tiếp thị liên kết. Đây cái hot hot nhảy này nè cũng là tiếp thị liên kết nè bạn. Đó, khi bạn click vào bạn mua thuê hosting thì mình cũng sẽ có tiền. Hoặc là cái này là quảng cáo Google nha. Đây hoặc là phần mềm quản lý bán hàng nè, hay là cái tên miền giá rẻ, thì bạn click vào đây thì bạn mua cái tên miền, mình cũng sẽ được hưởng 100% theo quy định của mỗi tên miền khác nhau nha. Đó, các bạn mà vào trong web, bạn click vào những cái quảng cáo này thì mình sẽ được cái Google, nó sẽ trả cho mình cái tiền quảng cáo. Đó, các bạn có thể vào quảng cáo này, đó, nói chung các bạn có thể click vào ủng hộ mình cũng được.
mình sẽ chia sẻ bạn cách nhiệt tình hơn. Đó, nói chung viết một cái bài cũng rất đơn giản thôi, xong các bạn sẽ cập nhật lại thôi. Thì cái trang web mình nó đang tích hợp là dùng get và in folder 2.0 đó, có thể viết cái dạng khác. Đây ví dụ như cái này là kiếm tiền với Facebook nè, đây là cái trang in folder 2.0 đó, nhìn giao diện nó đẹp hơn cái bộ get rất là nhiều. Bạn có thể chỉnh sửa bài viết, có thể chỉnh sửa cái thêm đó, chỉnh sửa màu nền đó. Như các bạn bạn này hỏi nè đó, bạn có thể chỉnh sửa màu nền. Tốt nhất thì bạn nên sử dụng cái trang landing page, bạn sẽ dễ điều chỉnh hơn so với thì dễ điều chỉnh hơn so với get. Đó, trang này bạn thầy chỉnh màu này, chỉnh màu nền này, hoặc là những hình ảnh này các bạn thầy chỉnh thay đổi bất cứ như thế nào. Đó, nó đơn giản. Vâng, thì video này mình sẽ chia sẻ sơ lược các bạn một số thủ thuật đơn giản để viết bài trong get thôi. Thì trong những video sau mình sẽ chia sâu hơn cho bạn cách để SEO. Vâng, cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm một nút đăng ký, đừng quên bấm cái chuông nha. Đó, chuông này thì bạn bấm vào thì khi mà có video mới thì mình sẽ kênh mình sẽ hiển thị lên trên màn. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cảm hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.